Hello tất cả anh em. Hôm nay thì trên tay tôi mình đang cầm một cái van xếp TPL của máy chính. Thì đối với các động cơ máy chính ở dưới tàu thủy thì cái thiết bị trang bị thiết bị an toàn thì trong đó có van xếp TPL. Thì đây là cái van xếp TPL của thằng mặt Quilat nhá. Đấy. Ngoài ra thì cái thiết bị như là exhaust valve nó cũng có xếp TPL nhá. Thì cái đấy khác thì lúc nào mình có thời gian thì mình sẽ trao đổi sau. Thì cái van safety valve của mặt Quilat này nó nằm ở trên mặt Quilat, cũng có tàu thì nó bố trí ở mặt Quilat, cũng có tàu thì nó bố trí ngay trước biệt xả đấy. Như tàu của Thanh Tùng đi thì là nó đang bố trí ở ở biệt xả, bên cạnh cái biệt xả. Thì mỗi một máy, có nghĩa là mỗi một xin anh thì bố trí một cái van safety valve này. Thì cái nhiệm vụ của cái van này thì ở trong sách hướng dẫn họ không nói, nhưng mà anh em mình hiểu lôm na, safety valve là một loại van an toàn. Mà đã là van an toàn thì chắc chắn là nó có chức năng là bảo vệ, đúng không? Bảo vệ khi nào? Đấy. Rồi khi anh em chúng ta đo BZBC đấy, đúng không? Cái chúng ta sẽ có BCOM và BMAX, đúng không? BCOM là áp suất lén và BMAX là BZ là áp suất cháy, đúng không? Đúng không? Nhưng thường thường chúng ta chỉ đo từ 80% tải thôi, đúng không? 80-85% tải, chứ ít hiếm khi anh em mình đo đến 100%. Đấy. Đối với 80-85 thì thường thường cái thằng BMAX nó vào, BZ nó vào tầm khoảng độ 125-135 đấy, megapascal. Nhưng mà đối với thằng BMAX thì có thể nó lên đến tận 160-170, tức là 100% công suất, đúng không? Nhưng cái trường hợp này thì anh em mình rất hiếm khi anh em mình chạy tàu 100% tải, đúng không? Thì là cho vượt quá công suất là 110%, đúng không? Vượt quá vòng quay là 105% trong bao nhiêu phút đấy, đúng không? Chỉ trừ trường hợp là khi mà tàu đóng mới, từ tàu tại bến hay là buộc tàu tại bến đấy, thì có thể họ sẽ thử 100% công suất. Thì lúc đó anh em mình khi lên tàu, anh em mình sẽ mở cái quyển shop try and test ấy, record ấy, đúng không? Thì nó sẽ có cái thông tin của tàu, anh em mình sẽ xem. Như cái loại van xếp và TPL này thì nó cái áp lực của nó chịu được là từ 200 cộng trừ 53, tức là từ 195 đến 205 kg trên cm vuông đấy, hay là bằng 3, đúng không? Thì cái nhiệm vụ nó bảo vệ, tức là khi mà áp suất cháy ở trong xi lanh hay trong mồ đốt vượt quá cái áp suất mà mình chúng ta cài đặt ở trên cái xếp TPL này là 200, đúng không? 205 ấy, thì cái van này có nhiệm vụ mở ra đấy, mở ra làm gì? Để giảm cái áp suất cháy đi, để bảo vệ, đúng không? Bảo vệ thiết bị, bảo vệ những chi tiết máy bên trong đấy. Nếu mà không nắp cái van xếp TPL này thì hiện tượng gì xảy ra, đúng không? Trong trường hợp mà áp suất cháy cực đại, cực lớn, vượt quá mức an toàn, nguyên nhân là do đâu? Một là do lượng nhiên liệu quá nhiều, đúng không? Lượng nhiên liệu cấp vào quá nhiều, đúng không? Trong quá trình cháy mà quá nhiều nhiên liệu thì tạo ra được cái áp suất cháy nó lớn. Nó lớn là vượt hơn cái ngưỡng an toàn, vượt hơn được cái sức bền của cái chi tiết máy, thì cái chi tiết đấy nó sẽ bị hỏng nhá. Chứ không phải là vật liệu chế tạo nó rất là quan trọng, nó chịu được bao nhiêu thôi, đúng không? Và nếu mà cứ chạy trong thời gian dài như vậy thì chẳng mấy mà tan phá hết toàn bộ máy. Mà một con tàu mà đóng mới như vậy rồi máy móc như vậy rất là mất nhiều tiền, đúng không? Chính vậy người ta trang bị cái van xếp TPL này để bảo vệ máy hay bảo vệ các chi tiết ở bên trong đấy. Thì hôm nay Thanh Tùng sẽ nói qua này, cái van xếp TPL này để mà điều chỉnh thì đơn giản, không có gì cả đấy. Anh em có cái thiết bị điều chỉnh ở trên tàu ấy, Space Tool ấy, anh em nắp xoáy này vào đấy. Sau đó gì, dùng cái bơm thủy lực đóng mở những cái con ốc của CDV head đấy, hoặc là exhaust valve đấy, bơm nó tới cái áp lực ở trong maker nó quy định từ 195 đến 205 tùy dòng máy nhá. Khi nào ấy các anh em nhìn cái đồng hồ áp lực của nó đạt được 200, đúng không, đến 205 mà dầu nó bắt đầu là phun ra thì là đúng 205 cần, đúng không? Nhưng nếu mà đủ 205 mà dầu nó không phun ra, chứng tỏ là gì? Cái sức căng nồi xoay nó đang trên cả 205 thì chúng ta phải lấy cái thằng ốc ở trên này ra, sau đó thì vặn ngược chiều kim đồng hồ, giảm cái sức căng lò xo đi thật chậm một tí ô teo thôi, đừng có vội nhé. Thì khi anh em mình nhìn thấy dầu nó ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh được đúng cái áp lực của nó nhé. Nó rất đơn giản, không có gì cả. Thì tí nữa tôi sẽ chỉ qua bằng cái sơ đồ hình vẽ nhé.
Đây trên tay tôi chính là cái mặt cắt, cái hình chiếu đứng đúng không, của van an toàn đấy, xi lanh của máy chính. Thì nó gồm những cái chi tiết như sau. Một là cái phần veo xít, tức là cái phần đế của van đấy, đúng không? Hai là veo housing, tức là phần thân bơm, phần thân của van. Thằng số 3 là thằng van. Đây, cái thằng bên trong này này chính là cái thằng dạng côn có tí đầu lắm đấy. Đây chính là van, đúng không? Thằng số 4 là veo spindle, đúng không? Spindle gọi là cái cán, cán van. Rồi thằng số 5 là spring. Đấy, có hình lò xo đây. Đấy, xoay xoáy đây. Thằng số 7 là thằng thằng này thằng lát này, đúng không? Đáy ốc này, đấy để giữ, đúng không? 13 là stop ring. Ở đây có một cái stop ring đây để nó giữ cái thằng thằng van này, đúng không? Để khi anh em ra tháo stop ring ra thì nó sẽ ra được và sẽ ra cái mặt bề mặt này tiếp xúc này, mặt côn này này. 17 là spring guide. Ở bên trên này nó gọi là spring guide, cái để dẫn hướng nồi xo. Đấy. Nếu mà không có cái dẫn hướng này thì nồi xo nó sẽ dịch chuyển, nó vẫn lén được, nó vẫn đàn hồi, nhưng mà gì, nó sẽ chóng hỏng, đúng không? Không có dẫn hướng nó có thể là lệch bên đây, lệch bên kia, nó rất chóng hỏng, đúng không? Đây anh em ơi, đây hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh em rõ này. Đây là cái mặt quy nắp nó nhá, xin đây hết đấy. Thì đây là cái đường ống ra biệt xả này, bên ngoài là biệt xả nhé. Bên nuôi bên trong này nó chính là cái van safety valve nhé. Ở bên trên này nó có ca và một cái gác, tức là cái bảo vệ cái van đấy. Bảo vệ gì? Không phải bảo vệ van, là trong cái quá trình mà chúng ta có thể là đo BZ, BC hoặc chúng ta đóng mở cái biệt xả này, đúng không? Thì có thể cái van này nó bị hở mà không có cái gác này ấy, là cái khí cháy với áp suất cao nó sẽ bắn vào mặt, vào mắt, sẽ gây ra tai nạn nhé. Thì cái gác nó là cái công dụng của như vậy. Đây tôi thì tôi không muốn tháo cái van này ra, để tháo thì nó đơn giản, ai cũng tháo thôi. Thì anh em nhìn sơ đồ nhé. Một là lát này, đấy. Hai là spring guide này, nó cái dẫn hướng của cái lò xo này. Ba lò xo này, thằng này là thằng spindle này, đấy, veo spindle này, đúng không? Thằng bốn này là van này, đấy, thằng lấm này. Thằng này là thằng van housing này, thân van này, đấy. Đây này, khi chúng ta ra chỉ ra cái bề mặt này này anh em này, ra cái thằng lấm van này này, đấy. Ở đây nó có một cái thằng lock ring này, lock ring đấy. Anh em tháo cái lock ring này ra thì sẽ tháo ra này, không có gì cả. Đấy, đây nhá, anh em nhìn kỹ ở cái hình D1 này. Cái này để mà chỉnh áp lực thì đây nó là tăng hay giảm cái sức căng của cái lò xo này thôi, chứ không có gì cả nhé. Đây, thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em xem này. Ở bên trong thùng thì nó cũng có cái đồ chuyên dụng nó như thế này, nhưng mà cầm ra bây giờ vào trong đục nó khó, tay là bẩn, anh em nhìn tạm nhé. Đây cái breast gate này, cái đồng hồ để mà test này là nó đi liền, gọi là space tool, tức là đồ thiết bị chuyên dụng nhá, tool chuyên dụng nhá. Nếu trong trường hợp cái tool này, cái đồng hồ này nó bị hỏng thì anh em mình phải nhớ phải thay cái loại nào mà có cái áp lực mà nó cao hơn với áp lực là 205 nhá, chứ còn thấp hơn là không test ra đâu nhá. Nó có sẵn rồi đúng không? Đây cái tay cầm, đây cái tay cầm không, anh em phải tưởng nó là cái gì nhá. Còn cái đây là cái rắc co đấu với cái đường dầu thủy lực này, khi anh em test từ cái bơm thủy lực anh đấu vào đây. Còn năm này thì đấu với van safety valve đây nhá. Đấy, sau đó các anh em bơm nó lên đúng không? Nhìn đồng hồ là 205, dầu bắt đầu ra ở những cái lỗ này thì là đủ áp lực nhá. Cái trong trường hợp sao? Dầu khi mà áp lực chưa được 205 mà dầu đã ra những cái lỗ này rồi thì sao? Thì các anh em phải lưới cái lát này ra nhá, cái lát này này. Đây. Các anh em lưới cái lát này ra đúng không? Đấy. Sau đó là gì? Vặn cái này vào, lấy cái mỏ lết hoặc lấy cái cà lê vặn cái này vào theo chiều xoay đồng hồ để tăng cái sức căng của xo, để làm sao đạt được đến khi nào 205 cân nhá thì thôi nhá. Trong trường hợp sao, nếu mà cái áp lực của đồng hồ dầu thủy lực ấy nó đạt 205 rồi đúng không, nhưng mà làm sao cái dầu nó lại không chưa ra ở phần này đúng không, thì chứng tỏ là cái áp lực cái sức căng của xo này nó đang vượt quá 205 nhá. Đấy, thì lúc này anh em mình cũng lưới cái lát này ra, sau đó vặn ngược chiều kim đồng hồ đúng không, để giảm sức căng lò xo, giảm đi, giảm đến thế nào, giảm đến bao giờ thấy dầu nó ra ở những cái lỗ này thôi, giảm thật chậm thôi đúng không,
Sau đó thì chúng ta làm sao lót cái lát này vào, vặn chặt nó vào, thế là xong rồi, không có gì cả nhá. Cái phần này, cái này là veo spindle này thì cái thằng này không cần phải da dứt gì cả, nó bẩn thì rửa qua sạch sạch sẽ thôi. Chủ yếu là cái phần lấm van, ti van bên dưới này đấy. Cái này anh em mình già đấy, già mấy cái bề mặt này, mặt côn đấy, có thể là cho lên máy tiện xong rồi bắt đầu là cho nó quay, xong rồi tay cầm ấn nó vào tí xong thôi, chứ còn đi lấy tay thì nó hơi lâu đấy. Thế tôi chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Cái này nó không có gì đòi hỏi cả kỹ thuật, cả ai cũng làm được nhá. Thôi tôi xin phép được dừng video tại đây. Thì cảm ơn một lần nữa, thì cảm ơn các anh em đã quan tâm và theo dõi nhá. Thế khi mà chúng ta cái này có định kỳ đấy, có giờ là đến giờ là chúng ta phải tháo ra để test áp lực đấy. Khi mà chúng ta test áp lực thì chúng ta đừng có vặn việc gì vào cả, đúng không? Chúng ta chỉ có nắp vào cái đồ tun chuyên dụng đấy, sau đó chúng ta bơm test nó thôi. Chúng ta chỉ điều chỉnh khi trường hợp nó cái áp lực nó không đúng, đúng không? Không đúng theo maker từ 195 đến 205 cân thôi.